Thank you.
thưởng thức ba ca khúc qua phần trình bày của cặp loa Telefunken TLX3. Đây là model đời hết số của dòng TLX. Em nó sở hữu cấu hình 4 đường tiếng với một bát, màng giấy gân cao su, một chung, một tép và một siêu tép. Anh chị à, cặp loa trước mặt anh chị em đó là Telefunken TLX3, một cặp loa rất là hay, của rất là gấu của Telefunken. Và em đang phối ghép cặp loa với âm ly Siemens RS302. Âm ly Siemens này trong clip trước thì em cũng giới thiệu sơ qua rồi. Còn đầu phát thì em đang phát với đầu Philips CD650 mặt trắng. Thì tiện đây thì em cũng báo giá luôn cho anh chị em chúng ta tham khảo cái cặp loa Telefunken TLX3. Cặp loa này trên trên diễn đàn trên Google cũng cũng rất là nhiều review và giá. Thì em đưa ra một cái mức giá rất là tốt, rất là hợp lý, 14 triệu 500 cho cặp loa Telefunken đời hết số của dòng TLX, đó là TLX3 âm ly Siemens RS302 có giá là 9 triệu 500 nghìn. Đầu độc Philips CD650 mặt trắng là 6 triệu 500 nghìn. Để anh chị em có nhu cầu thì có thể alo cho em theo cái bảng tên trên 0904 99 7890. Cần thêm những cái hình ảnh chi tiết hoặc chi tiết từng cái sản phẩm thì anh chị em có thể trao đổi với em qua số điện thoại trên cũng như là qua Zalo. Clip thì em cũng xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm theo dõi kênh test âm thanh của Boombox Audio. Và trong cái clip tới thì em xin test cùng một hệ thống này, nhưng mà em sẽ test nhạc Việt. Anh chị em có thể xem trong clip sau. Và clip em cũng xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em.